Rồi mấy anh em mình chào tất cả các bạn ơi. Hello các bạn. Hôm nay mấy anh em mình làm món ruột ổ lộn phèo non nướng sa tế nha các bạn. Giờ bữa nay tay của mình đau rồi, nhường lại cho cô Quẹo làm đầu bếp nha các bạn. Nhường cho bé học luôn làm. Anh cua. Anh ba chà cứu đứt tay. Còn gia lập. Còn gia lập. Nè, còn gia lập. Luôn này là chuẩn rồi nha các bạn ơi. Mình xử lý xong nha các bạn. Xử lý chanh đồ xả đồ hành đồ đó mình luộc sơ bé học lô đang sơn. Đổ sa tế vô còn gia lạp cái này. Ồ. mình sử dụng hai loại đổi sa tế nghe các bạn, một cái hũ là sa tế tôm với một hũ là sa tế ớt nha, ăn cho nó ngon nghe các bạn, vừa cay mà vừa có vị tôm nữa, ăn nó mới tới chuyện luôn. Không kia không biết nói chuyện hả? Đem lên cái tôi. Nhìn mình nhìn một nhìn được nhìn được đứng khác. Rồi cho một niêm vô các bạn ơi. Chỉ biết làm. Không có bùn ngọt đâu. Bùn ngọt anh có để. Hả? Cho bùn ngọt vô nghe các bạn. Đứng đâu. Đổ có rồi, trong ăn nó có sa tế nó có dầu ăn sao? Nếm thử ai, giờ ăn chưa? Tốt không ăn nhé. Chăm. Này nãy mình không cắt cái thịt. Không nướng nhìn chùm á, nhìn ra nó đã chứ. Cái hồi mình cắt xong. Cho dầu hào vô. Bỏ miếng sa tế. Hào vô này cho nó thơm thơm. Cho dầu hào vô nghe các bạn ơi. Cho nó có tăng cái vị mùi thơm lên nha. Bữa nay định ra đồng nướng mà trời mưa hôm qua đó các bạn. Nên ướt đất rồi mấy anh em mình nướng trong chòi luôn nha. Ăn trong chòi luôn, đi ra ngoài sình đất không mà không có nhúng than được nghe các bạn. Trời không đốt trời luôn. Anh ấy hai cái trái cặt nha. Hai trái gì? Cái gì? Làm thứ mấy ai? Cái này để cho 15-20 phút. Giờ ruột nãy giờ thấm nghe các bạn, giờ mấy anh em mình nướng nha các bạn ơi. Lửa than đã có rồi. Nướng ruột chứ không nướng các bạn. Nướng ruột các bạn có lò. Cái lò này hơi nhỏ nghe các bạn ơi, nướng chắc lần được 2 đùm quá. 2 đùm. Cái lò này nhỏ. Ủa lò cái lò này. Cái này nè, cái này nó lò kính mà. Này trái cặc nghe các bạn, nãy quên giới thiệu các bạn, cái này là trái cặc heo. Để cho nó gọn gọn vô ai, chắc trái này nữa. Đủ rồi. Léo quá. Cái thập phức luôn trời, mới vừa em nó ba nước nó nhiễu xuống thập phức luôn là cho. Bể. Cái bể không? Thôi để cho trái này nó nghiêng đây nè. Lọt đi. Đập ra. Đuôi gì? Đây, cắt cái kiểu kia chưa cắt. Được không? Kim xe nè. Sao vậy? Bỏ đi. Cho nó được 6 ngày. Gãy ra ra huyện. Đây lấy gì? Thôi rồi, lấy hồi nó bồng lên, tự bồng lên. Chét đó lên nhìn thấy ngon ha. Quá ngon thiệt không? Ngon ghê. Chét vô mấy trái cặc nè ta. Ngon giống người cũ không? Nó hơi người cũ vậy. Ngang ngang à. Lòng phèo ngang nhau à. Sao thật? Ngon. Nhìn ngon nha. Khó không? Khó quá mình. Mắt nghèo quá vậy. Đi, từ đầu đến nhìn nó mới thấy thèm luôn trời. Mà lem.
không có, tôi hợp đồng với ổng chả nè mà ông trời á. Mới lạnh thời bật ngoan quanh năm mà sao hợp đồng tôi là tôi kiện á, giỡn á. Kiện ổng không thì ổng từ cái chết. Anh kiện ổng không sao, tao không kiện làm cá một anh có sao á. Ông quýnh thẳng không à, ngon. Mấy trái cật này chắc chín rồi ha. Chín rồi, mấy cật chín rồi đó. Để hồi nó khô đi, mình để ngoài đi. Thẳng trái. Ừ, nổ. Đây, để em chép vô mấy chỗ trắng đó cho. Để cái cật ra đây bỏ đi. Để hồi nó khô quá, không ngon. Thấy thôi. Lấy cái dĩa đi, lấy cái dĩa đi, anh gấp mấy cái cặp xuống. Hả? Xíu nhỏ đựng rau rồi. Ấy đi rồi hồi mình ấy cái ra. Nè. Mấy cái cặp này chín rồi nè, mình gấp đây đi. Mà lên. Nãy giờ mấy anh em mình nướng phèo chín này nha các bạn. Giờ mấy anh em mình mời các bạn cùng thưởng thức ha. Qua màn ảnh nhỏ các bạn ơi. Nước kìa. Thử chứ nha các bạn ơi. Cái gì? Mì. Dễ vậy. Tỉnh. Nóng rồi. Làm đi nha em. Mời các bạn. Mời bạn nha. Dạ thằng cha mày. Được không? Liếm nha. Hơi nước nha. Nó dai mà. Có bự gì mới ngon nha. Mời bạn nghe các bạn ơi. Ôi, nước chấm chảy nhiều các bạn. Mời bạn nghe. Chảy nước rồi, ba vô con nước. Sáng hỏi bạn cá đâu có nó. Nó có sợi cái mà sợi gì ta? Vitamin đó. Vitamin C. Mời bạn miếng rau không? Có nào cái ruột có lông không ta? Con tôm. Mời bạn bạn. Ngon quá. Nhức nắp. Hết phải không bà bảy. Chơi miếng cặt nha các bạn. Ăn cặt gì? Đã ăn cặt chơi nè. Chắc cặt mê. Thì chắc cặt. Chặt cặt. Mở bạn miếng nha bạn. Cái là trái cặt của con heo nè. Làm chăm chăm đi. Chăm chăm đi. Mời bạn nghe. Chăm chăm đi. Ngon mà. Đỉnh, nó phải nói là đỉnh của đỉnh. Cái tay đó bị đứt sờ bóc dữ vậy mà anh. Chăm chăm nha bạn. 50 ói. Cũng ngon. Nước. Mời bạn nghe bạn. Để sống để ăn chứ không phải ăn để sống nha các bạn. Tí con này bự không anh? Cái này tinh tí nằm đây là hai em chăm chăm em. Nhiều xanh á. Rồi cái này có nước không? Nước giọt. Cái nước đỏ. Nước này. Mặn mặn ơi. Cái tinh tí mà. Mặn thiệt mà. Nó hút cái tọt đi trời. Đâu mấy xô gì vậy? Trong từng hai miếng cặc nó hoạt động nhiều quá rồi phải ăn cặc vô cho nó bồ bổ. Húng rồi có mặn không? Húng rồi đúng mỏi không vô nghe mặn thiệt á. Cái nước này nó nhiễm mặn. Bạn nghe các bạn ơi. Yeah.
cười cái này giòn nè, đâu có khúc nào nghe của đưa cho bụng mình kẹp. Quá ngon nha các bạn. Nó dài dài ha, nhăn tới cái mũi luôn, cắt dữ không anh, đậm đi chắc là nuốt nuốt đừng gì không anh, nuốt nuốt luôn. Để chưa ăn mới hết rồi. Chân cá trực bời. Nó hơi dai ba, nhai hơi lâu. Đừng nuốt giọng nha. Làm cái đó. Làm miếng cặt cái. Trời ơi. Rồi tới chị các bạn ơi. Tay gung. Gung không? Gung sao? Mày mày bạn nghe bạn ơi. Từ đã đi. Nó là nhà hiện nào đấy nhà ọt ọt. Sao? Bự quá ta. Wow, làm cái nuốt hết nổi luôn á. Vô cái. Nào bạn kìa. Chăm chăm nè. Chăm chăm cũng ba. Ý. Rồi á. Nhai nửa tiếng hồ. 5 phút sau. Bệnh viện hết chỗ rồi nha. Quá đã rồi. Mời bạn nghe bạn. Quá ngon rồi. Nói vậy. Nghe nghe biết rồi. Không nói chuyện nữa vậy. Nó có rõ thôi. Dướng ở vành cổ họng. Ngay vành luôn ấy. Xong không? Giờ để kiếm miếng nào mà chăm chăm mấy bạn nữa. Chăm chăm nha bạn. Lấy hàng dành vô. Cái mà lấy sức nhai. Nè. Làm như thế. Không vậy. Nhét kia hơn cho mẹ bạn. Trọng lên, trọng lên. Miếng đó xui đó. Mày các bạn nha, miếng rau các bạn. Nằm nữa cặt thôi. Nằm nữa chứ cặt. Không được nữa nữa. Xong. Xong em anh. Ba béo rồi, béo. Mời bạn miếng cặc ba. Ngon quá nha, cái gì nó vừa ăn ha. Nhịt nè. Ăn gà vừa cái gì nó vừa ăn. Hết nói chuyện nữa rồi. À mà miếng nó có cục này à, béo nữa. Mấy cục mà dễ á, trắng á. Nó làm vòng vòng trong á. Không? Làm chăm chăm nữa. Cho nó đẩy gì giống nhỉ? Sao nó có nó mới ngon á. Chăm chăm nha bạn. Bán xiết. Rồi con tôm không? Con tôm. Tôi có muốn không? À đồ dữ không anh. Sắp là con tôm này. Mời bạn miếng nữa nghe bạn ơi. Quá đã mà. Các bạn nha. Ăn ngay với cái kiểu này. Mày đang thịt mẹ ngồi cái đít cỏ luôn. Nó quá phê luôn. Quá ngon. Sao rồi không anh? Bích thà chứ vậy? Dài quá. Găng dạ ngay ngồi chắc sức cái găng ra luôn. Làm ơn mời bạn mới ha. Mừng quá. Phèo nướng nó hơi dai. Mấy bạn nha. Ngon.
ba lã. Bữa giục mẹ cái kéo mày. Với một chỉ. Sao nói chuyện vậy? Nhức nách. Khùng quá. Khùng. Cũng được không sao. Má bạn nha. Tới gục đầu. Mày bạn miếng cà chua nghe bạn. Mặn phải nút chứ vậy. Nút ba cái tỷ. Xin hoa.